mọi người, hôm nay em xin giới thiệu với mọi người cái máy cài Sibaura D43S. Máy cài ha. Bên em có rất là nhiều dòng máy cài để em biết rõ hơn về nhu cầu của mọi người á. Mọi người có thể gọi cho em để em tư vấn trực tiếp ha, qua số điện thoại 0909389726. Bên em có nhiều dòng máy cài như Kubota nè, máy Kubota L3202DT, máy Kubota M1155, máy Kubota M5950DT, máy Kubota M6030, Iseki 5000, Ford 6600 ha. Đây là các dòng cửa hàng, các dòng máy cài mà cửa hàng em đang kinh doanh buôn bán. Để biết rõ hơn về thông tin chi tiết của từng loại máy cài để phù hợp với nhu cầu của mình thì mọi người có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại 0909389726 gặp anh Danh ha. Máy Kubota M7000DT, để anh chạy chiếc máy cài đó ra thì em sẽ giới thiệu với mọi người xem. Đây là xưởng cũng như là cửa hàng của em ở Bình Chánh. Để liên lạc đặt hàng cũng như là biết rõ hơn về thông tin chi tiết của các loại máy cài thì mọi người có thể liên lạc với anh Danh đây, anh đang xem máy cài nè, qua số điện thoại 0909389726.